Công phu chân chánh chẳng phải là điều gì khác, chỉ là buông xuống. Chúng ta niệm kinh, niệm kinh sẽ có thể khai trí huệ ư? Đúng vậy, biết niệm sẽ khai trí huệ, không biết niệm sẽ tăng trưởng phiền não. Biết niệm là gì? Là khi niệm kinh buồn phân biệt chấp trước xuống, đó là biết niệm. Khi niệm kinh hễ còn có phân biệt chấp trước thì là chẳng biết niệm. Niệm kiểu đó không chỉ chẳng thể đoạn phiền não mà còn sanh ra phiền não. Phiền não gì vậy? Là sở tri chướng. Quý vị đã có phiền não chướng, nay lại có thêm sở tri chướng, sai mất rồi. Do đó Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta ba nguyên tắc trong niệm kinh, chúng ta phải ghi nhớ. Niệm kinh, thính giáo, tức là nghe giảng, đều phải tuân thủ các nguyên tắc ấy. Nghe giảng đừng chấp trước tướng ngôn thuyết, đừng chấp trước tướng danh tự, đừng chấp trước tướng tâm duyên. Trong tâm quý vị trở nên có phân biệt, trở nên chấp trước, đừng suy nghĩ. Hãy nhất tâm nghe kinh, quên sạch những ý niệm khác, đều buông xuống, đó gọi là biết nghe. Nghe kinh là như vậy, có thể đắc định, có thể khai ngộ. Kẻ chẳng biết nghe ấy chính là lũ phàm phu chúng ta mong nghe giảng. Nghe người ta giảng nói như thế nào, bèn nhớ kỹ từng câu trong lòng. Hệ thuận với ý mình thì bèn sanh tâm hoan hỷ, hệ trái với ý nghĩ của mình bèn phê bình. Đó gọi là sanh phiền não. Quý vị nghe giảng hoặc đọc xong, tâm sanh mừng, giận, buồn vui, sanh khởi những thứ ấy. Người thật sự biết nghe sẽ đạt được gì? Đạt được thanh tịnh, bình đẳng giác, đạt được những điều ấy, đó là biết nghe. Nói cách khác, nghe kinh lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng danh tự, đó là thanh tịnh, bình đẳng giác. Khi đọc kinh trở nên chấp trước tướng văn tự. Văn tự là phù hiệu ngôn ngữ. Chúng ta đọc phần kinh văn này rất hâm mộ. Phật Bồ Tát bảo chúng ta rất đơn giản, chỉ cần quý vị buông phân biệt chấp trước xuống sẽ có thể giống như Ngài. Vì sao? Vì đó là bản năng của quý vị. Quý vị vốn sẵn có, chẳng hiếm hoi lạ lùng tí nào. Quý vị cũng vốn sẵn có trí huệ của Phật Bồ Tát. Chỉ cần buông những thứ ấy xuống là được. Công phu chân chánh chẳng phải là điều gì khác, chỉ là buông xuống. Chúng ta niệm kinh, niệm kinh sẽ có thể khai trí huệ ư? Đúng vậy, biết niệm sẽ khai trí huệ, không biết niệm sẽ tăng trưởng phiền não. Biết niệm là gì? Là khi niệm kinh buồn phân biệt chấp trước xuống, đó là biết niệm. Khi niệm kinh hễ còn có phân biệt chấp trước thì là chẳng biết niệm. Niệm kiểu đó không chỉ chẳng thể đoạn phiền não mà còn sanh ra phiền não. Phiền não gì vậy? Là sở tri chướng. Quý vị đã có phiền não chướng, nay lại có thêm sở tri chướng, sai mất rồi. Do đó Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta ba nguyên tắc trong niệm kinh, chúng ta phải ghi nhớ. Niệm kinh, thính giáo, tức là nghe giảng, đều phải tuân thủ các nguyên tắc ấy. Nghe giảng đừng chấp trước tướng ngôn thuyết.
Đừng chấp trước tướng danh tự, đừng chấp trước tướng tâm duyên. Trong tâm quý vị chớ nên có phân biệt, chớ nên chấp trước, đừng suy nghĩ. Hãy nhất tâm nghe kinh, quên sạch những ý niệm khác, đều buông xuống, đó gọi là biết nghe. Nghe kinh là như vậy, có thể đắc định, có thể khai ngộ. Kẻ chẳng biết nghe ấy chính là lũ phàm phu chúng ta mong nghe giảng. Nghe người ta giảng nói như thế nào, bèn nhớ kỹ từng câu trong lòng. Hệ thuận với ý mình thì bèn sanh tâm hoan hỷ, hệ trái với ý nghĩ của mình bèn phê bình. Đó gọi là sanh phiền não. Quý vị nghe giảng hoặc đọc xong, tâm sanh mừng, giận, buồn vui, sanh khởi những thứ ấy. Người thật sự biết nghe sẽ đạt được gì? Đạt được thanh tịnh, bình đẳng giác, đạt được những điều ấy, đó là biết nghe. Nói cách khác, nghe kinh lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng danh tự, đó là thanh tịnh, bình đẳng giác. Khi đọc kinh, chớ nên chấp trước tướng văn tự. Văn tự là phù hiệu ngôn ngữ. Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta đừng chấp trước tướng ngôn thuyết, chúng ta cũng đừng nên chấp trước văn tự, mà cũng đừng chấp trước tướng danh tự, cũng chớ nên phân biệt. Chẳng cần suy nghĩ câu này có ý nghĩa gì, câu kia có ý nghĩa gì, chẳng cần phải suy nghĩ. Đọc kinh như vậy sẽ có thể đắc thiền định. Sẽ có thể khai ngộ. Vì thế biết và không biết có quan hệ rất lớn. Thứ gì quý vị cũng đều hiểu, hãy nắm lấy nguyên lý và nguyên tắc của chúng. Vì sao ta nghe kinh? Vì sao ta đọc kinh? Nhằm khai ngộ, nhằm tu tâm thanh tịnh. Chúng ta cùng nhau cộng tu 2 tiếng đồng hồ, cùng nhau chia sẻ. Có phải là trong 2 tiếng đồng hồ ấy tâm địa thanh tịnh, chẳng có tạp niệm xen vào đó, nhất tâm nơi kinh giáo hay không? Nếu như thế thì đúng. Nghe kinh giáo mà chẳng chấp trước kinh giáo thì đúng. Hoàn toàn đúng. Đến khi thuần thục, xác thực là cảnh chuyển theo tâm. Công phu của quý vị sâu xa. Công phu sâu là gì? Ý niệm thật sự tương ứng với tự tánh. Phiền não, tập khí dần dần nhạt mỏng. Dần dần tiếp cận trí huệ và đức tướng trong tự tánh. Tự tánh khởi tác dụng. Này chúng ta chẳng khởi tác dụng, vì sao? Vì chúng ta rất gần với phiền não tập khí. Cho nên tánh đức chẳng khởi tác dụng. Chuyện này không quan trọng cho lắm. Thời gian chúng ta nghe kinh quá ít, công phu chẳng đủ. Vì thế thực sự có hoàn cảnh tu học, mỗi ngày có thể nghe kinh 10 tiếng đồng hồ,
Tôi tin tưởng là 3 tháng hay nửa năm, quý vị sẽ biến đổi. Phương pháp ấy hết sức hữu hiệu đối với người căn tánh trung hạ. Nay chúng ta gọi họ là phần tử trí thức. Phần tử trí thức tu học phương pháp ấy đặc biệt có hiệu quả. Quý vị bảo phần tử trí thức tham thiền không được vì họ chẳng thể định. Bảo họ niệm Phật cũng không được, họ chẳng niệm được. Vọng tưởng tạp niệm quá nhiều. Vì thế người bình phàm có 2 căn bệnh lớn. Một là hôn trầm, 2 là lao chao. Hôn trầm là gì? Là tinh thần chẳng thể phấn chấn được. Ngồi lâu bèn ngủ gà ngủ gật, ngủ mất tiêu. Không chỉ ngồi mới ngủ mà đứng cũng ngủ. Thuở chúng tôi còn trẻ xuất gia, công khóa sáng tối lên chánh điện tụng kinh, mọi người xếp hàng đứng vào chỗ, liền nghe có người ngáy, đứng ngay ở đó mà ngáy. Hôn trầm mà. Lão hòa thượng dùng hương bản đập người ấy. Người ấy cứ đứng đó mà ngủ. Còn có người công phu giỏi hơn nữa, vừa đi vừa ngủ, đi nhiễu Phật. Khi đi nhiễu Phật họ gái o o, rất lợi hại. Do đó đấy là tật xấu. Một căn bệnh khác là gì? Tâm chẳng thể định, chẳng ngủ gục, tinh thần tốt lắm, vọng niệm rất nhiều. Đó gọi là trạo cử. Phật môn nói 2 thứ tập khí phiền não ấy rất nặng, đều khiến cho tâm chẳng định được. Đối với kẻ chẳng thể định tâm thì Đức Phật dùng phương pháp tu định để giúp đỡ họ. Đối với kẻ chẳng thể phấn chấn tinh thần hôn trầm, có một cách là bảo kẻ ấy nhiễu Phật, kinh hành. Khi kinh hành, kẻ ấy vẫn ngủ gà ngủ gật, thì còn có một cách nữa là bảo kẻ ấy lạy Phật. Vì thế trong Phật môn, đối với hạng người đó, Lão Hòa Thượng quy định công khóa của họ là mỗi ngày 3000 lạy. Ba ngàn lạy thì gần như là 7-8 tiếng đồng hồ. Đúng vậy, làm như thế có thể chữa khỏi tật xấu của kẻ ấy. Nghe kinh có thể nằm nghe không? Hỏi, anh ấy hỏi nghe kinh có thể nằm nghe không? Đáp, nằm xuống nghe rất thoải mái. Người giảng kinh ngồi ở đó giảng, người nghe kinh nằm ở đó nghe. Đây là không cung kính. Không thể nói là không được, không cung kính. Nhưng có khai duyên. Khi nào khai duyên? Khi quý vị bị bệnh, quý vị không thể ngồi dậy được, có thể nằm đó nghe. Nếu như quý vị có thể ngồi dậy được, nhưng quý vị lại muốn nằm nghe, ham muốn thoải mái, đây là đại bất kính. Thành tựu của Pháp Thế Xuất Thế Gian, Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Học từ trong thành kính, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cho dù Phật Bồ Tát đến giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta không có tâm thành kính, 1 phần lợi ích cũng chẳng có. Quý vị được bao nhiêu lợi ích là ở tâm thành kính của bản thân quý vị. Huống hồ quý vị biểu hiện thành kính này trên ngoài nghi.
không những bản thân được lợi ích, cũng có thể giúp đỡ chúng sanh khác hóa tha. Người khác thấy quý vị nghe kinh cung kính như vậy thì họ cảm động. Quý vị có thể làm cảm động nhiều thêm một người thì công đức càng lớn. Đừng tưởng rằng không có ai ở đó, có thể tùy tiện một chút. Cái suy nghĩ này sai rồi. Chúng ta nghe kinh không có người ở đó, có quỷ thần ở đó. Mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy có rất nhiều chúng sanh vô hình. Chúng ta cung cung kính kính đầy đủ oai nghi, họ cũng tôn kính quý vị, quỷ thần cũng tôn kính quý vị. Nếu như quý vị khinh mạng, quỷ thần xem thường quý vị. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Nhà Nho thường nói quân tử thật độc, độc là một mình, đều rất cẩn thận, không dám phóng dật, không dám tùy tiện. Đạo lý cũng ở chỗ này. Cho nên cái thời đại này, hoằng pháp lợi sanh có chút độ khó. Khi chúng ta mới học, lão sư giáo huấn dặn bảo nhiều lần, nói với chúng ta, ngài nói các anh đến chỗ tôi đây cầu học đều là quỳ ở trước mặt tôi tiếp nhận giáo huấn, đó là thật. Chúng tôi là quỳ cầu pháp ở trước mặt lão sư. Tương lai khi các vị giảng kinh, dạy học truyền pháp, không như vậy, phải đổi lại. Các vị đem Phật pháp quỳ ở dưới đất muốn tặng cho người, người chưa chắc cần bạn. Lời nói này của lão sư đã nói qua với tôi rất nhiều lần, tôi nhớ được rất rõ ràng. Cho nên ngay trong đời này của tôi, đi qua rất nhiều nơi, tình hình hoằng pháp dạy học hoàn toàn giống như những gì mà lão sư Lý đã nói. Lão sư đem lời này nói trước, cho nên chúng ta gặp phải tình hình này, nghĩ lại lời lão sư nói không hề sai. Chúng ta phải tu nhẫn nhục ba la mật. Hoa niệm tổ trong khi mang bệnh đã làm chú giải cho kinh này. Vì sao? Còn không phải là vì việc này sao? Hy vọng mọi người, hy vọng người đọc được chú giải này của ông. Đối với chương cũ như vậy, đều phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà. Nên tận trong lòng mình biết tôn trọng, để phát khởi lòng tin về pháp môn tu tập. Như vậy sẽ được lợi ích. Trong đời này của chúng ta có hy vọng vãng sanh. Còn như sơ suốt 12 chữ này, Phật tiếp dẫn chúng sanh không sai lầm. Lịch đại tổ sư lưu truyền kinh giáo, họ không sai lầm. Ngày nay người có duyên với chúng ta đem kinh giáo này giới thiệu cho ta cũng không có gì sai. Nhưng do nghiệp chướng của mình quá sâu nặng, nên ta không thể làm được, cũng không thể phát tâm, cũng không thể một lòng chuyên niệm.
Cho nên dù đã kết duyên với tịnh độ, nhưng vẫn luân hồi trong lục đạo như xưa. Đây mới là thật sự sai lầm. Nhất định phải biết tự làm tự chịu. Người khác có giúp chúng ta cũng không giúp được.